mừng quý vị đến với xưởng chế tạo máy bay su khoai của chúng tôi. Các ông ngày sau ngày trực chiến hôm qua thì các kỹ sư và đội ngũ nhân viên kỹ thuật của công ty chúng tôi bắt tay vào nâng cấp và sửa chữa các phiên bản các dòng chiến đấu của mình. Và đây là diều Sơ Đông do anh chàng Sơ Đông của chúng ta thiết kế. Anh đang lắp thêm hai tên lửa đối hạm ở hai bên hông cánh để chiến đấu với cả LT-7. Do ngày hôm qua đã bị LT-7 đánh cuốn đuôi. Vâng. Anh không những phòng thủ ở trên không mà bây giờ anh cũng phòng thủ dưới mặt đất. Anh dùng con Sơ Đông để anh che mất viên đạn của mình. Đây là Quang Khựa. Vâng, do anh cho ý kiến về vâng, anh cho ý kiến về sao hôm qua con Hải Dương 981 của anh lại bay rất thấp như thế. Con đấy dùng hành tàu lâu à, ông đâu chạy rồi. Vâng, cho chuyển sang bút củi. Vâng, cho tôi được hỏi là hôm qua tại sao anh lại có những biểu hiện rất chi là ngây thơ. Hôm qua sau khi tôi thấy nòng nọc trên bầu trời, tôi đã không thể nhịn cửa. Vâng, rất cảm ơn anh. Vâng, quay trở lại với chàng trai Sơ Đông của chúng tôi. À, chúng ta Cả Sơ Đông. Đây có thể là biệt danh mới. Vâng, có khi chúng ta sẽ gặp nhau trong bản tin sau. Vâng, chào quý vị và các bạn.